Hồ Quang Tên gián điệp hoàn hảo của giặc Tàu Việt Nam coi như đã mất vào tay giặc sau thời đệ nhị thế chiến, có nhiều quốc gia bị chia cắt như Nam Hàn, Bắc Hàn, Tây Đức, Đông Đức, Trung Cộng, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rồi vài chục năm sau, Tây Đức thống nhất với Đông Đức, Trung Cộng thống nhất với Hồng Kông trong hòa bình. Không đổ một giọt máu. Duy nhất chỉ có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thống nhất với Việt Nam Cộng Hòa bằng một cuộc đổ máu kinh hoàng của 3 đến 5 triệu dân Việt với ước lượng gần 8 triệu tấn bom đạn. Trong suốt hơn 20 năm từ 20 tháng 7 năm 1954 đến 04/30 phần 1975, tại sao nước Việt Nam ta lại khác biệt hơn tất cả các quốc gia khác? Thực hiện sự khác biệt này, không ai khác hơn là thằng gián điệp giặc Tàu Hồ Quang Hồ Chí Minh. Dựa theo nhiều sách viết về lịch sử, dân tộc Việt Nam bị nô lệ giặc Tàu 1.000 năm, bị giặc Pháp đô hộ 100 năm. Việt Nam thoát khỏi được là do truyền thống chống xâm lăng. Ngoài ra bản tánh người Việt Nam rất hiếu khách, cần cù, siêng năng, khéo tay, nhân hậu, yêu chuộng hòa bình. Ở đây, tôi muốn khẳng định bản tánh người Việt Nam là không hiếu chiến. Vậy tại sao có một thằng hiếu chiến như Hồ Chí Minh, sau này lòi ra nó cũng là Hồ Quang? Thiếu tá tình báo trong bát lộ quân của Trung Cộng sau cái chết của Nguyễn Ái Quốc hình mang cà vạt chết vì bệnh ho lao trong trại giam ở Hồng Kông vào năm 1933 theo tờ Daily Worker của nước Anh. Có in trong trang 79 Từ Thực Dân Đến Cộng Sản của tác giả Hoàng Văn Chí. Chính thằng giặc Tàu Hồ Chí Minh Hồ Quang này đã nói nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Rồi nó còn bồi thêm một câu nữa, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Hồ Quang quả thật là một thằng láu cá chó. Chính nó chia đôi đất nước Việt Nam bằng Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954. Láu cá chó ở chỗ chia đôi và rồi thống nhất đất nước cũng do bàn tay đẫm máu của nó với sinh mạng của hàng triệu dân Việt trong cuộc nội chiến Nam Bắc. Nó là thằng gián điệp giặc Tàu, nên sẵn sàng chia đôi đất nước Việt Nam ta. Trong khi đó, bác sĩ Trần Văn Đỗ được ông Diệm cử tham dự Hiệp định Geneva chỉ biết ôm mặt khóc, nhất quyết không ký vào văn bản bán nước. Gọi là chia đôi đất nước, nên nhớ chẳng có một người Việt Nam nào nhẫn tâm chia cắt đất nước mình làm hai ở vĩ tuyến 17 sông Bến Hải. Vì thế, tôi lấy lịch sử này để chứng minh thằng Hồ Quang Hồ Chí Minh là tên gián điệp hoàn hảo của giặc Tàu. Hoàn hảo vì cả dân tộc Việt Nam đang tôn thờ nó như một cha già dân tộc, rồi còn gọi nó là Bác Hồ, theo cách gọi của người Trung Hoa. Còn cách gọi của người Việt Nam phải là Bác Minh hay Bác Quang mới hợp lý. Rồi còn u mê, ngu muội lấy cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh bỏ vào trong điều 4 hiến pháp nữa. Chẳng ai biết đó là tư tưởng gì ngoài sự vô cùng độc ác của Hồ Chí Minh khi giết ân nhân của mình là bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long và 500.000 người trong cải cách ruộng đất với hai chủ trương. Một, chí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ. Hai, thà giết oan 10 người còn hơn bỏ sót một người. Sau này, người ta còn phanh phui ra lá cờ đỏ sao vàng mập là cờ của tỉnh Phúc Kiến có từ năm 1932 năm 33. Lá cờ của bọn giặc Tàu phương Bắc mà toàn dân Việt Nam phải tôn thờ gọi là cờ Tổ quốc. Nhục nhã thay, giặc Tàu đã chiếm đóng ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. Mà dân ta còn u mê thờ lá cờ Phúc Kiến của giặc. Một sự u mê chưa từng thấy. Mỗi khi tuổi trẻ xuống đường gọi là đi bão, mỗi khi thắng những trận banh. Nhưng tuyệt đối không được đi bão khi thắng Trung Cộng. Khi tôi đang viết bài này, Việt Nam đối với tôi coi như bị mất vào tay giặc Tàu. Viễn cảnh một Việt Nam nô lệ đang dần lộ rõ với lá cờ Tàu 6 ngôi sao. Với vạn lý trường thành đã xây ở Đà Lạt, với tiền nhân dân tệ đang được xài ở khắp nước chứ không phải chỉ riêng những tỉnh giáp danh, và người Tàu được qua Việt Nam mà không cần phải có visa. Ba đặc khu mà dân xuống đường biểu tình năm 2018 đang được giáo diết xây dựng. Sau cuộc chiến xâm lược biên giới ở 6 tỉnh miền Bắc, người ta mới hiểu rõ lịch sử của trận chiến Điện Biên Phủ.
gồm có những tướng giặc Tàu như Trần Canh, Vi Quốc Thanh và Lã Quý Ba đã chiến thắng giặc Pháp. Võ Nguyên Giáp chỉ là tên tướng bù nhìn được Hồ Quang Thăng tướng ngang hông. Bởi vậy, sau này Lê Duẩn đã chơi đều cho làm bộ trưởng bộ kế hoạch để lo về việc sinh sản của phụ nữ như đặt vòng, ngừa thai mà những vần thơ còn truyền tụng đến bây giờ, ngày xưa đại tướng Công Đồn. Ngày nay đại tướng Công Lồn chị em. Trước 1975, ở Sài Gòn có lưu truyền bài thơ của Hồ Chí Minh như sau: Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng. Tôi bác cùng trung nghiệp kiếm cung, bác đuổi quân Nguyên. Thanh kiếm bạc tôi trừ giặc Pháp, ngọn cờ hồng. Bác đưa đất nước qua nô lệ, tôi dắt Nam Châu đến Đại Đồng. Bác có linh thiêng cười một tiếng mừng tôi cách mạng sắp thành công. Lưu truyền rằng khi Hồ Chí Minh đi ngang qua đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo thì cảm hứng làm thơ. Dưới một chế độ cộng sản đầy dối trá như thế, việc mua bằng, mua chức, đạo văn trở thành những việc bình thường trong xã hội. Chỉ cần bỏ tí tiền còm sẽ có những bài thơ hay. Hồ Chí Minh không dành tiếng Việt viết sai chính tả tùm lum. Toàn sử dụng những ký tự phiên âm như người ngoại quốc học tiếng Việt thì chắc chắn Hồ Chí Minh không phải là người Việt. Nếu là người Việt Nam chắc sẽ không ngạo mạn và hỗn láo đến thế. Khi so sánh cá nhân mình với Đức Thánh Trần Hưng Đạo trước đó nhiều thế kỷ, tự nhiên tôi nhớ đến câu chuyện Lã Bất Vi buôn vua trong cuốn sách Sử Ký của Tư Mã Thiên. Buôn vua là nghề mau giàu nhất, có lãi có lợi nhiều nhất, lợi được cả một giang sơn gấm vóc hình chữ S ngu sao mà giặc Tàu không làm. Con mồi Việt Nam 1.000 năm đã vụt khỏi tầm tay, giờ đang trở về mà chẳng tốn nhiều công sức. Thằng Hồ Chí Minh có phải gián điệp Trung Cộng? mylinsnga@aol.com trong lịch sử chiến tranh của thế giới, dân tộc này giết dân tộc kia là chuyện thường tình. Ví như Hitler, người Đức, tàn sát hàng triệu dân người Do Thái một cách không thương tiếc. Ví như Trung úy William Colley đã ra lệnh cho lính Mỹ tàn sát thường dân vô tội ở Mỹ Lai. Ví như bọn quân Mông Cổ, xâm lăng ba lần tàn sát dân ta. Vì khác chủng tộc, khác về ngôn ngữ, tạp quán, họ không có cảm thông, không có tình thương, nên ác độc là chuyện có thể hiểu được. Còn Hồ Chí Minh, tại sao ông ta lại đi giết chính người Việt Nam, giết với con số lên đến hàng triệu người, vậy ông ta là ai? Bản chất của người dân Việt Nam nhân hậu, hiền hòa vì đã trải qua trên 4.000 năm văn hiến. Vậy tại sao đất nước Việt Nam của chúng ta lại có một Hồ Chí Minh của ác độc như vậy? Có hàng chục dữ liệu cho thấy Hồ Chí Minh là một gián điệp Tàu. Một xin được bắt đầu câu chuyện bằng cuộc cách mạng mùa thu. Xảy ra vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, đọc bản tuyên ngôn độc lập vào 2 tháng 9 năm 1945 và lá cờ đỏ sao vàng mập của tỉnh Phúc Kiến. Bên Trung Cộng được treo lên trên quảng trường Ba Đình. Đây đã bắt đầu cho một chuỗi dài nghi vấn cho rằng HCM là một tên gián điệp Tàu được Mao Trạch Đông dựng lên. Hồ Chí Minh đã từng sống bên Tàu rất nhiều năm, chẳng lẽ ông ta lại không biết đó là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến thăng một từ năm 1933? Có ba ghìa thuyết về lá cờ đỏ sao vàng mập. Nó không như một số người phản biện cho rằng màu vàng này là màu trắng giống cờ tiểu bang Texas bên Mỹ. A. Nguyễn Hữu Tiến, https://vietbao.vn/.post/.nz/.nois/.nguyen/.nois/.tien/.nuit/.nuit/.hay/.leu/.nuiqanz/.sou/.407377/.263 đóng ngoặc đơn là người đã vẽ lá cờ đỏ sao vàng mập vào tháng 4 năm 1940. Nhưng trong công văn số 1393 VSTTBTCM do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Lưu Trần Tiêu ký ngày 18 tháng 4 năm 2001 có ghi tất cả các nguồn tài liệu hiện có tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng.
tại Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Bảo tàng Hồ Chí Minh đều không có tài liệu nào chứng minh đồng chí Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ lá cờ. B. Lê Quang Sô http://gov.vn/.gov/.nzsien/.qiuocgov/.qiuocgov/.ky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 uocg
9 với nhân chứng là người con đã kể lại. Nói cho ngay, giả thuyết này cũng chẳng đáng tin. Một biểu tượng của quốc gia chẳng biết ai là tác hìa nên việc nhận bừa cũng rất dễ hiểu. Thêm một dấu hỏi, chuyện hệ trọng như thế mà tại sao giữ bí mật đến năm 2002 mới đưa ra? C. Hồ Chí Minh là gián điệp tàu quyền hạn số 1 muốn dùng lá cờ nào lại chẳng được nên chọn ngay lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Để về sau, dễ dàng hợp thức hóa Việt Nam là một tỉnh bang của Trung Cộng. Nếu có tác hiệt chắc chắn sẽ được nói đến rồi, chứ đâu phải đợi đến thập niên 2000 mới bắt đầu đặt câu hỏi ai là tác hiệt. Giả thuyết này đứng rất vững vì nó nằm trong tiến trình thôn tín Việt Nam của Trung Cộng. 2. Hồ Chí Minh ký ngay Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp để hợp thức hóa việc trở lại chiếm đóng của quân đội Pháp rồi thừa cơ tiêu diệt tất cả những người Việt Nam yêu nước nằm trong Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng, hai đảng phái lớn nhất thời bấy giờ. Ngoài ra còn có Việt Nam Dân Xã Đảng của Phật giáo Hòa Hảo. Điều dễ hiểu, chỉ có một tên gián điệp tàu mới hành xử việc tiêu diệt tất cả những người yêu nước Việt Nam. 3. Tại sao quyển sách Những Mẩu Chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch của Trần Dân Tiên bốc thơm Hồ Chí Minh đến tận mây xanh? Trong nhiều tài liệu, kể cả tài liệu viết từ Đảng Cộng sản Việt Nam đều công nhận Trần Dân Tiên chính là bút hiệu của Hồ Chí Minh. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên tại Trung Cộng bằng tiếng Tàu vào năm 1948. Trong có một đoạn được viết như sau, nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng mãi đến nay chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn, Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình. Một người đến lúc công danh được chức chủ tịch nước lại không muốn người ta nhắc lại thân thế. Của là có điều gì muốn giấu giếm? Rồi đến năm 1950 lại có thêm một cuốn sách cũng được in bên Trung Cộng, cũng tiếng Tàu, với tựa đề Vừa đi đường vừa kể chuyện của Tê Lan. Có phải mục đích của tên giặc tàu Trung Cộng tiếp tục bốc thơm tên gián điệp Hồ Chí Minh? 4. Nguyện ái quốc gia đi với hai cái tên cúng cơm Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Sinh Cung khi công thành danh toại đương nhiên phải trở về với cái tên thật của mình là điều dễ hiểu. Đằng này lại sử dụng tên Hồ Chí Minh, quả thật có một điều gì bí ẩn hay gian dối. Cũng vì điều bí ẩn này mới đẻ ra nhiều giả thuyết cho rằng Hồ Chí Minh là cháu nội của Hồ Sĩ Tạo. Giả thuyết như thế này hoàn toàn không đứng vững vì người cần đổi họ Hồ trước tiên phải là cha của Hồ Chí Minh, tức Nguyễn Sinh Sắc. Đơn giản, Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Sinh Cung đã chết rồi. Chỉ còn lại gián điệp Hồ Chí Minh. Năm theo tài liệu của lịch sử kinh tế Việt Nam năm 1945 đến năm 2000 gồm 3 tập đã ra được 2 tập, tập 1 năm 1945 đến năm 1954, tập 2 năm 1955 đến năm 1975 do Viện Kinh tế Việt Nam xuất bản tại Hà Nội. Trong thời cải cách ruộng đất có tổng cộng 172.008 người dân bị giết hại, trong đó có 123.266 người được coi như bị hàm oan, dựa theo tài liệu của ông Nguyễn Minh Cần. Theo nhiều tài liệu, con số bị giết hại bởi CCAD lên đến 500.000. Chỉ có một tên gián điệp tàu mới tàn sát dân trí thức và giàu có của Việt Nam như thế. Việt Nam có trên 4.000 năm văn hiến. Bản chất của người Việt Nam rất nhân hậu, hiếu hòa, hiếu học, tôn trọng tinh thần theo thứ tự sĩ, nông, công, thương. Sĩ là người có học được đứng đầu danh sách. Cớ sao Hồ Chí Minh lại phát động chí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ? Chí cũng là sĩ lại bị tiêu diệt hàng đầu. Thử hỏi, thành phần trí thức bị tận diệt thì tương lai nước Việt Nam sẽ ra sao?
Nước Việt Nam sẽ không còn nhân tài và lúc đó Trung Quốc sẽ dễ dàng thôn tính Việt Nam. 6. Trong lúc Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước, lại chỉ thị cho Văn Nô Tố Hữu viết ra những vần thơ bắt học sinh sinh viên phải học thuộc mà chúng ta không thể tưởng tượng được: thương biết mấy khi con tập nói tiếng đầu lòng con gọi Sitalin. Thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một thương ông thương mười. Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong cho đảng bền lâu dập bước chung lòng thờ Mao chủ tịch thờ Stalin bất diệt. Những bài thơ như thế này làm băng hoại tinh thần tự tin tự chủ tinh thần kính mến tiền nhân, rất xấu hổ cho dân tộc Việt Nam đi thờ những tên ngoại bang giết người không gớm tay. Bảo đảm Tố Hữu không khi nào tự động dám làm những vần thơ như thế mà phải làm theo chỉ thị của một tên gián điệp Tàu. Vì nó người Tàu, nó bắt toàn dân Việt Nam phải tôn sùng Mao Trạch Đông, không được tôn sùng tiền nhân nước Việt. 7. Sau Thế chiến thứ hai, các quốc gia Anh, Pháp, Tây Ban Nha trong khối Liên Hiệp Quốc đã đồng ý trao trả lại quyền độc lập tự do cho các quốc gia như Mã Lai Á, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, cũng như các quốc gia Phi Châu, Nam Mỹ. Trong khi đó Hồ Chí Minh lại phát động cuộc chiến tranh chống Pháp. Tuy rằng có đánh thắng Pháp tại Điện Biên Phủ vào tháng 5 năm 1954, nhưng đó là một cuộc chiến tranh không cần thiết. Cuộc chiến tranh này có sự trợ giúp của quân đội Trung Cộng mà sau này người ta đã khám phá ra có sự tham dự của Trần Canh, Vi Quốc Thanh. Lã Quý Ba, đây cũng là một mưu đồ đen tối của Trung Quốc để chia đôi đất nước Việt Nam sau này. Nói Hồ Chí Minh là gián điệp của thật không sai. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ là tên bù nhìn, bất tài vô dụng nên sau này bị Lê Duẩn cho lo về việc sinh đẻ của phụ nữ. Từ đó xuất hiện câu thơ miệt thị của dân gian hỏi rằng tướng Giáp đi đâu, dạ thưa tướng Giáp lo khâu đặt vòng. Ngày xưa đại tướng cầm quân ngày nay đại tướng cầm quần chị em. Ngày xưa đại tướng công đồn ngày nay đại tướng công L chị em. Nếu Võ Nguyên Giáp đã là một danh tướng sẽ chẳng bao giờ chịu nhục nhã cho đến chết như thế. Tám, miệng của Hồ Chí Minh vừa nói, nước Việt Nam là một sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Vừa nói xong câu nói ấy, ông đã chỉ thị Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt bút ký ngay vào Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 chia hai lãnh thổ của Việt Nam ở vĩ tuyến 17. Hồ Chí Minh có trưng cầu ý kiến của toàn dân chưa? Mà tự động ký chia hai đất nước, bất luận kẻ nào ký chia hai đất nước kẻ đó mang tội phản quốc hay bán nước. Đây là việc làm rất hợp ý với thằng Tàu. Nó lúc nào cũng muốn Việt Nam mình chia đôi, mất đi sự đoàn kết để nó dễ dàng thôn tính về sau. Không một người Việt Nam nào đủ can đảm ký vào văn kiện chia hai lãnh thổ ngoại trừ tên gián điệp Tàu Hồ Chí Minh. Bác sĩ Trần Văn Đỗ, cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam, lúc đó làm trưởng phái đoàn đại diện quốc gia Việt Nam ở Geneva, ông nhất định không ký vào Hiệp định Geneva, ông bật khóc và đưa ra một tuyên bố. Chính phủ Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối việc ký kết hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận rằng chính phủ Việt Nam tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện thống nhất, độc lập và tự do cho xứ sở. Rõ ràng đây là chuyện nội bộ của người Việt Nam, không một ngoại nhân nào có quyền chia cắt lãnh thổ ở vĩ tuyến 17. Tại sao Hồ Chí Minh đã làm chuyện đó? Câu trả lời phải là tên gián điệp Trung Cộng. 9. Chia đôi đất nước vừa xong, Hồ Chí Minh lại phát động dù có đốt cả giải Trường Sơn cũng phải giải phóng miền Nam. Thay vì như Đông Đức, Tây Đức, họ biết yêu dân yêu nước, ngày nay họ thống nhất thành một nước Đức hùng mạnh mà không phải trả một giọt máu. Hồng Kông và Trung Cộng cũng vậy, họ cũng thống nhất với nhau mà không đổ một giọt máu. Trong khi đó, Hồ Chí Minh thực hiện con đường mòn Hồ Chí Minh vào năm 1959 để đem quân vào miền Nam và thành lập mặt trận giải phóng miền Nam năm 1960, cố tình vi phạm Hiệp định Geneva. Chôn súng và gài cán bộ mai phục trong lúc đó chưa có một người lính Mỹ nào hiện diện ở miền Nam.
Trong khi đó, người miền Nam vì tấm lòng yêu nước không tấn công ra Bắc và chỉ lo tự vệ. Chỉ có tên gián điệp Hồ Chí Minh mới làm tổn phí đi sinh mạng của từ 3 đến 5 triệu dân trong cuộc chiến tranh Nam Bắc. 10. Chỉ có gián điệp tàu Hồ Chí Minh mới dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng qua việc Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958. SS và TS ngay hông Việt Nam. Nó là vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn bờ cõi. Hiện tại, Trung Cộng có những hỏa tiễn xuyên lục địa chỉ cần đặt ở Hoàng Sa là có thể nã vào Việt Nam. Máy bay Trung Cộng cũng có thể cất cánh từ SS đến Việt Nam trong ít tiếng đồng hồ. 11 Tết là ngày truyền thống sum họp của mọi gia đình Việt Nam. 3 ngày Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 là những ngày thiêng liêng nhất trong một năm của dân tộc Việt. Ấy thế, Hồ Chí Minh đã ra lệnh tổng tấn công vào đồng bào miền Nam vào Tết Mậu Thân. Rồi còn bắt người lính phải xích chân vào xe tăng, vào đại pháo, muốn chôn sống trên 6.000 thường dân vô tội trong những hầm tập thể tại Huế, phải có lệnh từ Hồ Chí Minh chứ không một cá nhân nào dám làm chuyện vô luân ấy. Tên gián điệp tàu Hồ Chí Minh đâu có thương tiếc gì sinh mạng của người Việt Nam. Chỉ có tên gián điệp giặc tàu mới gây chiến tranh vi phạm vào truyền thống ngày Tết của dân tộc Việt. 12. Hồ Chí Minh tự nhận mình là tác hỉa của những bài thơ tiếng Hán nằm trong cuốn Ngục Trung Nhật Ký, Nhật ký trong tù chắc chẳng sai vì chính Hồ Chí Minh là người Hán tàu. Vì qua những bài thơ này chúng ta thấy Hồ Chí Minh rất giỏi tiếng Hán. Thật ra, trong suốt cuộc đời của Hồ Chí Minh chẳng mấy khi ông làm thơ để lại hậu thế. Ấy thế mà ông đã để lại 134 bài thơ trong NTNK. Chính giáo sư Lê Hữu Mục đã vạch ra để chứng minh NTNK là của một người Hán, vì chỉ có người Hán mới làm thơ giỏi như vậy. GS Lê Hữu Mục muốn chứng minh NTNK không phải của Hồ Chí Minh, nhưng thật ra là của Hồ Chí Minh vì ông đích thị là người tàu trung thành. Ta vốn lòng không thẹn lại bị hàm nghi làm Hán gian vốn biết là đời không dễ xử đến nay càng khó xử muôn vàn ngủ thì người Hán nào cũng lương thiện Hà Nội dịch. Ngủ thì ai cũng lương thiện tỉnh dậy phân ra kẻ giữ hiền hiền giữ phải đâu là tính giữ phần nhiều do giáo dục mà nên. Trong bài thơ, Hồ Chí Minh bị hàm nghi là người Hán gian. Khi ông ta viết như thế, có ý nghĩa ông ta là một người Hán tốt không phải Hán gian. Chỉ có những kẻ tự nhận mình là người Hán mới viết câu ngủ thì người Hán nào cũng lương thiện trong khi đó. Hà Nội lại cố tình dịch sai, ngủ thì ai cũng lương thiện để che giấu cái gốc Hán của Hồ Chí Minh. Vậy, đích thật Hồ Chí Minh là một người Hán, một gián điệp tàu cũng là tác hỉa của NTNK. Mười ba quý vị để ý cho, sau những lần in tiền, bọn VC vẫn cứ tiếp tục in chỉ một mình Hồ Chí Minh trên những đồng tiền. Bộ đất nước mình chỉ có một tên Hồ Chí Minh. Còn biết bao tiền nhân anh hùng trong dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam như Đức Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt hay Bà Trưng, Bà Triệu. Quang Trung, làm như thế chẳng khác nào xóa bỏ hết tất cả dòng đóng góp lịch sử của tiền nhân chỉ vì nó liên quan đến 1.000 năm nô lệ giặc tàu. Việc in bất cứ đồng tiền nào cũng là hình ảnh Hồ Chí Minh. Để toàn dân ta mãi tôn thờ một tên gián điệp tàu Hồ Chí Minh mà quên hết công lao của tiền nhân, anh hùng dân tộc. 14. Quý vị nhìn vào lời nói đầu của bản Hiến pháp 1992. Cũng chẳng một lời nào nói đến dòng sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Họ phủ nhận những giá trị đóng góp của tiền nhân và họ sẵn sàng làm nghĩa vụ quốc tế, đem dân tộc Việt đi làm lính đánh thuê cho Liên Xô. Họ xem như đất nước ta chỉ mới thành lập từ năm 1930. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bằng chứng, Đại sứ Lê Công Phụng tại Mỹ đã từng tuyên bố rằng đất nước Việt Nam chỉ mới có vài chục năm còn cúa trẻ so sánh với Hoa Kỳ. Coi như đất nước Việt Nam này không phải là một Việt Nam khi xưa nữa, chắc đó cũng là ý nối tiếp theo của tên gián điệp tàu Hồ Chí Minh. 15. Từ lúc Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước cho tới lúc chết đi. Chưa một lần ông ta bận quốc phục Việt Nam với áo dài khăn đóng như cụ Ti Ti Ngô Đình Diệm hay cụ Ti Ti Nguyễn Văn Thiệu. Hồ Chí Minh toàn bận đồ tàu đại cắn bốn túi, vậy Hồ Chí Minh là ai?
16 khi giữ chức chủ tịch nước, Hồ Chí Minh vẫn chưa từng một lần về thăm lại quê hương ở đất Nghệ An, nơi mà có bà con cô bác dòng tộc của mình. Đợi đến khi bà Thanh, ông Khiêm, chị và anh của Nguyễn Sinh Cung đã chết rồi, thì mới chịu đi thăm đất Nghệ An. Vậy Hồ Chí Minh là ai? 17 khi Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước, chị của Hồ Chí Minh là Nguyễn Thị Thanh có đến phủ chủ tịch để thăm hỏi thì Hồ Chí Minh không cho gặp mặt. Rốt cuộc chị Thanh đã bị giết chết một cách rất mờ ám, vậy Hồ Chí Minh là ai? 18. Hồ Chí Minh rất dở về tiếng Việt, viết di chúc sai tới sai lui, gạch xóa tùm lum, đầy lỗi chính tả. Nhất là Hồ Chí Minh đã dùng toàn những ký hiệu cho phiên âm như F, Z, G để dễ học cho một người ngoại quốc. Điều này giúp chúng ta cũng có thể khẳng định Hồ Chí Minh không phải là nguyện ái quốc. 19. Từ xưa đến nay, trong truyền thống văn hóa ngàn năm của Việt Nam chưa từng dùng họ để nói đến một người. Thí dụ, người ta thường gọi Tổng thống Thiệu Ti Ti Diệm Cụ Hương, chẳng ai gọi Ti Ti Nguyễn, Ti Ti Ngô hay Ti Ti Trần. Ấy vậy tại sao người dân phải gọi là Bác Hồ mà không phải là Bác Minh? Cái này là lấy văn hóa Tàu bỏ vào văn hóa Việt. Đây có thể từ chỉ thị của giặc Tàu, bắt buộc các cấp dưới phải thi hành theo cái văn hóa Tàu. Tên nước hiện tại CSSCNVN cũng theo văn hóa Tàu, thay vì Việt Nam là danh từ phải đứng trước rồi mới tới tỉnh từ theo sau. Thí dụ như Việt Nam Cộng Hòa 20 theo cuốn sách Từ thực dân đến CS của ông Hoàng Văn Trí, trang 79, có viết như sau, báo Daily Worker, cơ quan của Đảng Cộng sản Anh, đăng một tin vắn tắt. Nói ông Hồ đã chết vì bệnh lao trong khám đường Hồng Kông nên cả mật thám Pháp lẫn Cộng sản Việt Nam đều tin là thực. Năm 1933, mật thám Pháp ghi vào hồ sơ nguyện ái quốc là đã chết ở Hồng Kông. Theo tài liệu của tác giả Thiên Nam trên Internet nguyên văn. Trong tài liệu hồ sơ của NAQ năm 1933 của Cảnh sát An ninh Pháp cũng ghi rõ ràng NAQ bệnh chết đến nỗi 10 năm sau tình báo viên của Pháp báo cáo với chính phủ thực dân rằng nguyện ái quốc hoạt động ở biên giới Trung Việt. Chính phủ trả lời, vô lý, cái thằng điên đưa tin bậy bạ, đầu thập niên 30, 1930, NAQ đã chết ở Hồng Kông rồi. Theo bài viết có tựa đề Vụ án buôn vua Việt Nam Hồ Chí Minh có phân tách rõ NAQ đã bị bệnh lao tái phát nhiều lần thăng hai. Thời thập niên 30 chưa có thuốc streptomycin để chữa bệnh lao. Làm sao ông có thể sống được khi bị bệnh nan y đó? Đây là điều vô lý nhất nếu nói ông NAQ sống sót bệnh ho lao. Lẽ dĩ nhiên NAQ đã chết và giặc Tàu đã đưa tên gián điệp Hồ Chí Minh qua thay thế. Theo cuốn sách Từ thực dân đến CS của ông Hoàng Văn Trí, trang 79, có viết như sau, báo Daily Worker, cơ quan của Đảng Cộng sản Anh, đăng một tin vắn tắt. Nói ông Hồ đã chết vì bệnh lao trong khám đường Hồng Kông nên cả mật thám Pháp lẫn Cộng sản Việt Nam đều tin là thực. Năm 1933, mật thám Pháp ghi vào hồ sơ nguyện ái quốc là đã chết ở Hồng Kông. Theo tài liệu của tác giả Thiên Nam trên Internet nguyên văn. Trong tài liệu hồ sơ của NAQ năm 1933 của Cảnh sát An ninh Pháp cũng ghi rõ ràng NAQ bệnh chết đến nỗi 10 năm sau tình báo viên của Pháp báo cáo với chính phủ thực dân rằng nguyện ái quốc hoạt động ở biên giới Trung Việt. Chính phủ trả lời, vô lý, cái thằng điên đưa tin bậy bạ, đầu thập niên 30, 1930, NAQ đã chết ở Hồng Kông rồi. Theo bài viết có tựa đề Vụ án buôn vua Việt Nam Hồ Chí Minh có phân tách rõ NAQ đã bị bệnh lao tái phát nhiều lần thăng hai. Thời thập niên 30 chưa có thuốc streptomycin để chữa bệnh lao. Làm sao ông có thể sống được khi bị bệnh nan y đó? Đây là điều vô lý nhất nếu nói ông NAQ sống sót bệnh ho lao. Lẽ dĩ nhiên NAQ đã chết và giặc Tàu đã đưa tên gián điệp Hồ Chí Minh qua thay thế. 21. Nếu nói NAQ còn sống sau khi bị lao, vậy ông ở đâu và làm gì trong suốt gần 10 hoàn toàn biệt vô âm tín? Vì khi ông trở lại, ông dùng tên mới là Hồ Chí Minh.
Vậy ít ra ông phải kể với các đồng chí của ông trong suốt 10 năm đó ông làm gì chứ? Chẳng ai biết trong suốt gần 10 năm đó NAQ đã làm gì, thật cúa vô lý. Một người không biết ở đâu và làm gì trong suốt 10 năm dài, ngoại trừ NAQ bây giờ đã đổ y xác Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tàu, dùng 10 năm đó để học tiếng Việt và học nghề gián điệp. 22. Trước khi chết, Hồ Chí Minh có yêu cầu được nghe bài dân ca tàu và ông ta có vẻ thích thú mỉm cười, đó là nụ cười sau cùng trước khi chết, vậy Hồ Chí Minh là ai? Còn cúa nhiều nghi vấn về Hồ Chí Minh, tên gián điệp tàu Hồ Chí Minh. Nhưng khuôn khổ bài viết không cho phép. Vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc đó, NAQ được coi như một người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy tại sao NAQ chưa từng giữ chức Tổng Bí Thư? Câu trả lời xác đáng, ông bị bệnh lao, bị tù và đã chết. Quý vị có thể để ý rằng từ năm 1930 đến 1945, Hồ Chí Minh chưa từng giữ bất cứ chức vụ nào cho đến khi làm Chủ tịch nước năm 1945. Có thể NAQ đã chết vào năm 1933 như ông giáo sư Hồ Tuấn Hùng bên Đài Loan viết sách. Rồi NAQ được thay thế bằng một tên gián điệp tàu Hồ Chí Minh trở lại hoạt động vào thập niên 1940. 24. Hồ Chí Minh sử dụng bút hiệu CB của bác viết bài Địa chủ ác ghê đã được đăng lên báo Nhân dân ngày 21 tháng 7 năm 1953, mở màn cho chiến dịch cải cách ruộng đất. Đối tượng mà bài báo tấn công là bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm, một người có công với Cộng sản. Điều này chứng tỏ sự vô ơn của một tên giặc tàu Hồ Chí Minh. Chính hắn đã nhận chỉ thị từ tướng Trần Canh qua chỉ thị của Mao Trạch Động phải tiêu diệt 5% dân số Việt, khoảng 500.000 người lúc đó. Sau này, theo lời kể của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, con số 172.008 người bị giết trong CCAD được đăng trong sách lịch sử kinh tế đảng không chính xác, phải là 500.000 dân Việt bị giết mới là chính xác. Họ chết vì hai chủ trương độc ác vô cùng nhằm tiêu diệt những thành phần trí thức và giàu có của dân tộc Việt Nam, một thà giết lầm 10 người còn hơn bỏ sót một người. 2. Chí phú địa hào, đào tận gốc chốc tận rễ. Quý vị hãy đọc bài Địa chủ ác ghê đi mới dùng mình. Bài viết mang tâm hồn của một đứa trẻ học lớp 5. Kết tội bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm giết ngót 260 sinh mạng. Hoàn toàn không chứng cứ, lại được đăng trên trang nhất của tờ báo Nhân dân. Chỉ có tên giặc tàu Hồ Chí Minh mới vong ân bội nghĩa như thế. 25. Dựa theo cuốn sách Đèn Cù của ông Trần Đĩnh, thư ký riêng của Hồ Chí Minh đã mô tả như sau: Hồ Chí Minh đã bịt râu và trường trinh thì đeo kính râm bí mật tới dự vụ đấu tố người từng là đại ân nhân của bác và đảng, bà Nguyễn Thị Năm, Cát Hanh Long. Chính Hồ Chí Minh là người phát động chiến dịch cải cách ruộng đất và người đầu tiên lại là người phụ nữ Nguyễn Thị Năm. Vậy Hồ Chí Minh là ai mà hành xử tàn độc với bà Năm như thế? Bà Năm cũng từng nuôi ăn, giúp đỡ nhiều cán bộ Việt Minh sau này giữ những chức vụ quan trọng như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Hoàng Hữu Nhân, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Tùng, Vũ Quốc Uy, Hoàng Thế Thiện, Lê Thanh Nghị. Sau này, Hồ Chí Minh giả bộ quẹt nước mắt trước đảng hội vì đã giết đi 500.000 sinh mạng dân Việt trí thức và giàu có, đổ thừa cho Trường Chinh gây tội ác. Nhưng sau này lại đưa Trường Chinh lên làm chủ tịch nước, đây là bằng chứng rõ nét nhất Hồ Chí Minh chính là tên gián điệp giặc tàu. Dưới đây là ba trang liên tiếp trong Đèn Cù đã mô tả sự độc ác của Hồ Chí Minh, Trường Chinh và các cán bộ gọi là cách mạng. 26. Quý vị có thể tin rằng có một người Việt Nam cầm bút viết như thế này. Đây cũng là bằng chứng xác thật nhất để khẳng định Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc tàu. Không một người Việt nào được dạy phải cầm viết như thế. Hồ Chí Minh cầm viết như cầm cọ sơn. Đấy là cách cầm viết của người tàu. Cả hai hình ảnh này đều là bằng chứng tố cái gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh. 27. Nguyễn Ái Quốc khi xưa còn trẻ, rời Ba Son theo tàu Pháp, học được văn minh Pháp, đeo cà vạt theo hình ảnh dưới đây, khác xa với một tên Hồ Chí Minh mặc đồ đại hán, chưa một lần thắt cà vạt.
hay bận áo dài khăn đóng quốc phục của Việt Nam. Đây cũng là một bằng chứng quan trọng tố giác tên gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh. 28 bằng chứng này quan trọng nhất. Nguyễn Ái Quốc mất tích hoàn toàn từ năm 1933 đến năm 1941. Không ai biết ông ta ở đâu, làm cái gì, ngoại trừ bài báo Daily Worker của Cộng sản Anh cho rằng NAQ đã chết trong khám đường Hồng vào năm 1933. Tự nhiên, đùng một cái, xuất hiện Hồ Chí Minh ở Hang Pác Bó, rồi thành lập chính phủ lâm thời vào năm 1945 ở cây Đa Tân Chào, thành lập lực lượng võ trang. Câu hỏi đơn giản được đặt ra. Hồ Chí Minh lấy tiền đâu để mua súng đạn, để trả lương cho thành phần nội các, để trả lương cho nhân sự phục vụ? Đơn giản thôi, tiền của giặc tàu, quân đội cũng của giặc tàu, súng đạn cũng của giặc tàu. Chính phủ liên hiệp cũng của giặc tàu, mới có máy in tiền, rồi tuyển người Việt Nam từ từ vào Đảng Cộng sản tham gia chính phủ. Nên nhớ, đất nước ta có trận đói năm Ất Dậu đã xảy ra vào năm 1944 năm 45. Giết 2 triệu dân Việt. Tại sao khi tên Cộng sản Hồ Chí Minh xuất hiện ở Hang Pác Bó từ năm 1941 là sau đó xảy ra nạn đói? Theo lịch sử thời Việt Nam Cộng Hòa, nạn đói do quân Nhật bắt dân ta trồng đay. Lại cây nông nghiệp để lấy sợi làm bao bố. Tôi không tin điều đó đã làm 2 triệu dân bị đói. Tôi chứng kiến nạn đói xảy ra sau khi CS chiếm Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975. Họ xây dựng một nền kinh tế tập trung, công nông trường, hợp tác xã. Họ cấm thị trường tự do, không cho phép ai được buôn bán với nhau. Muốn bán cho nhà nước, muốn mua, sắp hàng mua của nhà nước. Thời đó, gọi là mua cây đinh cũng xin phép. Tội cho những phụ nữ quấn thịt heo đầy người để giấu, hầu mang lên Sài Gòn để kiếm lời bán chợ đen cũng là bán lén, gọi là quốc cấm. Chính sách này được gọi là ngăn sông, cấm chợ. Công nhân, nông dân, hợp tác xã, chẳng ai chịu làm việc vì chính sách làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Ai cũng thích hưởng theo nhu cầu. Tội gì làm cho mệt. Chẳng làm việc còn thêm phá hoại theo kiểu cha chung không ai khóc và cũng chẳng ai chịu trách nhiệm. Rối cuộc chỉ vào năm sau, toàn dân bị đói, hết ăn khoai, sắn. Đến bo bo dành cho thú cũng ăn tuốt tuồn tuột. Còn gì đụng đậy, lúc lắc được thì ăn, trừ hai loại ruồi và muỗi mà thôi. Trở lại trận đói Ất Dậu, tôi nghi ngờ tên gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh đã thực hiện việc ngăn sông cấm chợ mới xảy ra nạn đói. Địa phương này không được đến địa phương kia, xã này không được đến xã kia. Quận này không được đến quận kia để mua bán, trao đổi. Mắc mớ gì phải đói khi Việt Nam ta với đồng lúa phì nhiêu ở miền Nam nuôi cả một Đông Nam Á còn dư sức. Đồng bào miền Bắc có đói, đi về phía Nam. Miền Nam đơn giản thôi, tội gì phải chịu chết đói. Đói đầu gối phải bò chứ. Tôi nghi ngờ bọn giặc tàu sử dụng Hồ Chí Minh thành lập quân đội nửa tàu, nửa Việt thực hiện chính sách ngăn sông cấm chợ. Dân ở một chỗ, không được đi đâu, phải chịu chết, con số mới lên đến 2 triệu dân Việt. Lẽ dĩ nhiên hàng hóa không lưu thông sẽ xảy ra nạn đói dễ dàng, y như thời sau 1975, như tôi vừa chứng minh trên. Câu trả lời khẳng định Hồ Chí Minh chính là tên gián điệp giặc tàu thủ phạm của trận đói năm Ất Dậu. Kết luận, giặc tàu Cộng đã và đang đô hộ Việt Nam kể từ khi cướp chính quyền 1945. 29, Hồ Chí Minh nói chuyện về chó được đăng trên cổng thông tin điện tử khoa học công nghệ Đồng Nai. Các chú chỉ khi nào có công việc gì khó mới chạy đến bác. Còn có các cuộc vui lành mạnh ấm cúng như hôm nay thì các chú đâu nghĩ đến bác mời bác cùng chung vui. Thịt chó là món ăn độc đáo của Việt Nam và nhiều nước châu Á. Bác lấy làm lạ thấy có người Việt Nam không biết ăn thịt chó. Câu viết chữ hoa này làm bằng chứng Hồ Chí Minh không phải người Việt Nam. Hồ Chí Minh tưởng rằng văn hóa ăn thịt chó của Việt Nam cũng giống Trung Cộng. Nên Hồ Chí Minh mới lấy làm lạ. Ngày 4 tháng 3 năm 2010, ngày 26 tháng 8 năm 2012, một Stone Edition, ngày 26 tháng 4 năm 2020, 2ND Edition, mylinsnga.aol.com yêu cầu phổ biến tự do PS, điều đáng chú ý.
Đây không phải lần đầu tiên Hồ Chí Minh bị bệnh lao mà là lần thứ tư bị tái phát như sau. Một khi Hồ Chí Minh trốn khỏi Quảng Châu vào tháng 4 năm 1927, ông qua Thượng Hải và Vladivostok để đến Moscow. Tại Moscow, như ta đã thấy, ông đã tìm kiếm hậu thuẫn để đến cơ sở mới tại Xiêm nhằm tiếp tục công việc mà ông đã bắt đầu tại Quảng Châu. Một phần của mùa hè năm ấy ông phải nằm viện ở Gramen để điều trị bệnh lao. Hai, hồi ký của Đặng Văn Cáp cho biết rằng Hồ lúc đó đã hót được nghề thuốc đông y để giúp chữa bệnh cho dân địa phương.